Nhưng mà tin thế này rất khó. Người niệm Phật rất đông, người tin Phật không nhiều. Tin tưởng rồi thì sẽ dốc sức tu hành. Nếu không dốc sức tu hành là chẳng hề tin. Người xưa bảo miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, đọc dở cuốn họng chỉ uổng công. Người ta không tin. Lòng tin thật chẳng dễ có. Vậy sao lại không tin? Vì không hiểu chân tướng của sự thật. Khi đã rõ chân tướng sự thật thì niềm tin mới sinh khởi. Điều này cho thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng kinh nói pháp cho chúng ta suốt 49 năm với mục đích gì? Mục đích thứ nhất là giúp chúng ta dứt hết nghi ngờ, sinh lòng tin. Chỉ có giúp người ta hiểu được chân tướng sự thật thì lòng tin mới có thể phát sinh. Có niềm tin thì quý vị mới phát nguyện, mới thật lòng muốn học hỏi giáo lý Phật, mới mong trở thành Bồ Tát thành Phật, mới chịu buông bỏ duyên trần. Bằng không thì tham luyến duyên đời, đuổi bắt duyên trần, chẳng thể nào buông bỏ được. Vậy là sai lầm. Thiện Đạo Đại Sư đã nói, giảng người tu giảng người về. Thiện Đạo Đại Sư là Phật A-di-đà tái sinh, nên lời này không thể sai được. Năm mươi năm trước, thầy Lý thường bảo với chúng tôi, ông đưa Liên xã Đài Trung ra làm ví dụ. Liên hữu ở Đài Trung 10.000 người niệm Phật thật được giảng sanh, chỉ có 3-5 người thôi. Đây là lời ông hay nói. Vì nguyên nhân gì? Quý vị có thể cho rằng họ không tin chăng? Họ cũng nhiều năm nghe kinh, cũng giỏi nói đạo, nhưng không buông bỏ được duyên trần. Cho nên không thể giảng sanh. Tin ở chỗ này là tính giải hành chứng. Ở đây nhắc đến một chữ. Một tức là nhiều, nhiều tức là một. Trong niềm tin có giải, có hành, có chứng thì đương nhiên người này được giảng sanh. Nếu quý vị chẳng tin, giải hành chứng cũng không có thì chẳng thể giảng sanh. Thật có niềm tin, có hiểu biết thật sự về kinh Vô Lượng Thọ, Phật A-di-đà hoặc là kinh A-di-đà cũng được. Thật sự buông bỏ, thật tâm phát nguyện cầu giảng sanh, chư Phật tức cứu, chư Phật tức hộ. Chư Phật này là ai? Chính là Phật A-di-đà. Trong kinh điển Đại Thừa
thường dùng chư Phật để biểu thị cho Phật A-di-đà. Phật A-di-đà được chư Phật cùng tán thán, cùng khen ngợi. Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Dương. Tâm thường ức Phật, thường thường nghĩ đến Phật, khẩu thường xưng Phật, thường thường niệm Phật. Tốt nhất là chữ gián đoạn. Những gì không cần suy nghĩ thì miệng luôn có thể niệm Phật. Nếu như vĩnh dạng đến suy nghĩ thì quý vị bỏ danh hiệu Phật ra, tập trung đi xử lý việc của mình. Xử lý xong thì lại đem danh hiệu Phật trở lại. Đây đều gọi là tịnh niệm tương tục. Thân thường kính Phật là thâm tịnh. Chỗ này chúng ta phải nhìn vào sâu hơn. Phật bảo chúng ta, tất cả chúng sinh vốn là Phật. Ta là Phật gì? Cho quý vị biết, ta đều là Phật A-di-đà. Ta nhìn thấy bất kỳ ai thì đều chắp tay cung kính A-di-đà Phật. A-di-đà Phật này là nói người đó. Anh ta là Phật A-di-đà, không phải giả đâu. Bạn cũng là Phật A-di-đà, tôi cũng là Phật A-di-đà. Tất cả đều là hóa thân của Phật A-di-đà. Biến pháp giới hư không giới, hoa cỏ cây cội, sơn hà đại địa, chẳng có thứ gì không là Phật A-di-đà. Mỗi một hạt cát bụi cũng là Phật A-di-đà. Thì tấm lòng cung kính của ta mới viên mãn, mới xứng tánh. Sao quý vị lại không thành Phật được? Sao quý vị lại chẳng thể giảng sanh? Đâu có lý này được. Nhận định đây là Phật A-di-đà, kia không phải Phật, là vẫn còn phân biệt, vẫn còn chấp trước. Ai cũng thấy cả. Đoạn trước chúng ta đã học Dương Tử A Đồ. Nghe lời giới thiệu của Thế Tôn, giới thiệu Phật A-di-đà ở thế giới Cực Lạc, khi nghe họ hết sức cảm động, trong lòng đều phát nguyện, tuy miệng không nói ra, đều muốn niệm Phật cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, được thân cận Đức Phật A-di-đà, được thành Phật như Phật A-di-đà ở thế giới Tây Phương. Trong tâm họ vừa khởi niệm thì Phật Thích Ca Mâu Ni liền biến và đã thọ ký ấn chứng cho họ. Tâm nguyện này tốt, nhất định sẽ đạt được. Phật tâm thanh tịnh, Phật tâm bình đẳng, Phật tâm giác chứ không mê. Nhớ lời Pháp Tạng Tỳ Kheo nói ở Nhân Điện, nhất thiết giai thành Phật.
đấy là Phật tâm. Cho nên chúng ta cung kính với tất cả chúng sanh cũng y như cung kính với Phật A-di-đà vậy, chẳng được có sai biệt. Với kẻ ác cũng phải cung kính như thế. Kẻ ác tuy làm ác, tương lai phải chịu quả báo. Tuy bị đọa vào địa ngục A-tỳ, tương lai sau khi rời khỏi địa ngục mà biết tu hành, vẫn sẽ thành Phật. Kẻ có tội nghiệp nặng đến đâu cũng chớ xem thường, vì chúng ta biết chỉ do họ mê mờ nhất thời, dùng người đó là Phật, tạm thời đang mê mờ nên mới ra nông nồi đó. Chúng ta muốn cứu xã hội, cứu trái đất này, nhất định phải chuyển biến từ từ trong ổn định. Không thể để động loạn, không thể làm tổn hại chúng sinh. Quá độ trong bình ổn là đúng đắn, là tốt nhất. Đây là gì? Dạy. Dùng giáo dục để giải quyết vấn đề. Trước kia chúng tôi đã làm thử nghiệm 3 năm ở Thang Trì và đã thành công. Có người có thể dạy được. Phật cũng được nhờ giáo dục, Bồ Tát cũng do được dạy mà thành, Thánh Hiền cũng được dạy mà trở thành Thánh Hiền. Kẻ tội ác dạy đầy cũng do bị dạy làm ác. Tất cả ở khách dạy. Tất cả đều rõ vấn đề xã hội hiện nay. Xã hội ngày nay dạy những gì? Giáo dục lớn nhất của xã hội hiện nay là gì? Ảnh hưởng sâu rộng nhất của giáo dục hiện nay là gì? TV, mạng. Chẳng có nền giáo dục của một quốc gia nào bằng được nó. Nó dạy gì? Nó dạy sát đạo dâm vọng. Những câu chuyện bạo lực và tình dục ngang ngạn. Cho nên bây giờ tất cả thế giới đều biết. Tình thế trở nên nghiêm trọng. Nói đến đây lại nhớ lời Phương Đông Mỹ tiên sinh. Từng nói với những quan chức, ở Bộ Giáo dục, khi họ đến phỏng vấn ông, ở Đại Lục khi đó đang có cuộc đại cách mạng văn hóa, phá tứ cựu. Chính phủ Đài Loan thì đang hành động phục hưng văn hóa. Đưa ra khẩu hiệu này không làm. Hôm ba quan chức ở Bộ Giáo dục phỏng vấn thầy Phương, tôi cũng có mặt. Họ hỏi thầy dùng cách gì. Thầy Phương bảo ngừng xuất bản sách báo tạp chí ở Đài Loan, ngừng phá hết các kênh truyền hình. Các quan chức đều sững sờ kêu lên, không được, không làm thế được. Thầy nói những thứ này đang hàng ngày phá hoại truyền thống văn hóa. Hay còn có nó thì không thể nào phục hưng được.
Đây là sự thật không hề giả trá. Sức tổn hại này quá lớn. Nên động loạn của xã hội hiện nay, tai họa của trái đất hiện nay có nguyên nhân thật sự ở đây. Hết giờ rồi. Hôm nay chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.